Mỗi năm qua đào nở lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Dân những câu mở đầu của bài thơ Ông Đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên đã đi vào tâm thức nhiều người Việt Nam khi nhắc đến một phong tục tốt đẹp được người xưa truyền lại, đó là tục xin chữ đầu năm mới. Xin chữ đầu năm mới là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt Nam, với ước vọng xin được con chữ cầu may mắn, sự nghiệp thăng tiến, sức khỏe dồi dào, gia đạo an vui, mọi điều hanh thông trong năm mới. Phố Ông Đồ trước bảo tàng thành phố Cần Thơ, nhộn nhịp người đến xin chữ đầu năm mới. Tục xin chữ không những mang đến may mắn cho người xin, mà còn cho thấy vẻ đẹp của ông đồ, người cho chữ. Ông đồ giỏi chữ sẽ thể hiện con chữ bằng phong thái tài hoa, thổi hồn vào từng nét cọ như phượng múa rồng bay. Tặng chữ đầu năm cho khách du lịch tham quan nó có một ý nghĩa rất là lớn. Thì trên cái chữ của mình tặng cho khách nó ý nghĩa là chữ tâm, chữ nhẫn, chữ bình an. Mong muốn cho cái người tặng cũng được tâm, nhẫn, bình an, hạnh phúc về gia đình như cái chữ mình viết cho khách tham quan. Từ xa xưa, tục xin chữ đầu năm thể hiện truyền thống trọng chữ nghĩa, trọng tri thức của người Việt Nam. Người đến phố Ông Đồ với tâm thế khác nhau, nhưng có chung ước nguyện xin được con chữ mang đến điều tốt lành, may mắn trong năm mới. Mình xin tử tài lộc, mình mong rằng năm sau thì tất cả mọi người, tất cả gia đình tài lộc đều vào nhà. Đầu năm mình đi xin con chữ là để là mình thứ nhất là để được giống như sức khỏe bình an, hơn nữa là giống như tài lộc vận may đến với gia đình. Thầy đồ nghe tâm tư nguyện vọng của người xin chữ mà cho chữ thích hợp. Mỗi chữ viết ra bằng cả trí, thần, lực của ông đồ, nên ngoài ý nghĩa tốt lành còn là tác phẩm thư pháp. Chữ thường được viết trên giấy nền đỏ. Theo quan niệm xưa, màu đỏ là màu của sự sống, sự tái sinh và biểu hiện của sự may mắn. Xã hội hiện đại, bên cạnh những thầy đồ lớn tuổi, áo the khăn xếp, thì các ông đồ trẻ yêu văn hóa truyền thống đã kế thừa phát huy truyền thống của ông cha. Tục xin chữ đầu năm mới là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp nhất của người Việt Nam trong ngày Tết cổ truyền. Kính chúc cho mọi người mọi nhà một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tân niên tân phúc tân phú quý, tấn tài tấn lộc tấn bình an.